Chào bạn, hôm nay là mình làm cái video này không phải là để review cái cây Little Man mà mình chỉ nói về việc nên mua như thế nào thì nó hợp lý. Bởi vì mình đã lỡ mua tới hai cây. Nó khá đối với nhiều bạn thì không biết nó sao nhưng mà đối với mình thì mình thấy nó cũng khá là tốn tiền. Và cũng tùy vào mục đích thì mình nên mua như thế nào cho phù hợp. Thường thì các bạn sẽ thấy cả Little Man và Victorinox nó đều có những cái option riêng. Nhiều tiền mình sẽ có nhiều cái tool hơn thôi. Nhưng mà bạn xác định là không phải là bạn dùng những cái tool nó như thế nào mà bạn xác định bạn mua cái cây multi tool đó, cái dụng cụ đa năng đó mục đích gì. Ví dụ như đây là mình có dùng cây Victorinox Hunter và cây Little Man Souls, và nó đúng như mà gọi là sử dụng hàng ngày á thì mình dùng mình luôn đeo cây Victorinox trong người, vì thứ nhất là nhìn nó thời trang, thứ hai là nó gọn nhẹ, nó nằm vừa một lòng bàn tay. Còn lý do mình mua cây Leatherman suộc thì bởi vì mình nhìn nó ngầu và mình thích nó thôi, chứ không phải là mình dư tiền. Cái đó gọi là theo dân gian người ta gọi là tiền ngu á, chính xác là vậy. Nhưng tất nhiên thì mình cũng đã có dịp sử dụng cây Leatherman suộc này với những chức năng mà lúc đó mình cần, cảm thấy là nó cần thiết. Bây giờ mình đã cưa được hay là mình bẻ gì đó, theo mình thì cây Leatherman này nó phù hợp với những công việc mà đòi hỏi sức trâu bò, giống như là đục khoét, mài dũa, cắt bẻ gì đó. Và bạn có thể đem nó nói chung là nó tiện lợi và nó thuận tiện cho việc đem đi. Và nhưng mà theo cá nhân mình thấy thì nó quá nặng. Và cái thứ hai là cái bộ phận đi kèm, ví dụ như cái bao da đựng, không phải bao da mà cái bao đựng á, nhìn nó cũng không có được gọi là sao ta, gọi là thời trang cho lắm. Nhìn nó kiểu như nhìn nó ngầu thôi, chứ còn thời trang thì mình vẫn đánh giá cao là Little Man, vẫn 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 đánh giá cao Victorinox hơn. Thì ví dụ như nếu như bạn cầm cây Victorinox để mà đi chơi, đi bời, làm dáng sang chảnh hay gì đó rất là ok. Nhưng mà đụng việc nặng giống như bẻ hay là gì đó thì tất nhiên là thằng Victorinox nó vẫn có những dòng chuyên dụng hơn, có cả kìm này kia, nhưng mà mình thấy nó không phù hợp. Thì theo cá nhân đánh giá thì mình thấy Little Man nó lại gấu hơn, nó ngầu hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó dùng được việc hơn. Không không phải dùng được việc mà nó dùng được cho những trường hợp mà nặng đô hơn, hardcore hơn. Giống như là bạn đi chơi với gái, bạn cầm cây Victorinox nhưng mà bạn tán được gái rồi thì bạn sẵn sang ông nhà vợ, bạn cầm cây Little Man bạn tán ông nhà vợ thì nó lại khác, kiểu vậy, tùy trường hợp. Nhưng mà đó thì kiểu như ông nhà vợ cần sửa cái nhà, lập cái mái, bẻ kìm gì đó thì Little Man là lựa chọn hợp lý. Thì ông già vợ thấy thấy bạn cầm cây Little Man nhìn hoành tráng thì cũng nể chứ bộ, không sao nể được. Tốt nhất là nên tự trang bị cho mình một cái, sao ta, mình chia sẻ này thì chỉ là xem giá chơi vui thôi. Thì các bạn nên xác định kỹ là bạn cần như thế nào và tầm tiền bao nhiêu, nhưng mà vẫn quan trọng hết là cần làm gì đã, chứ lỡ mà mua mà về dùng không hết mà để trưng thôi thì cũng hơi phí, thật sự là vậy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà nghe mình chém gió, hy vọng gặp lại các bạn trong những clip sau. Vậy ha, bye.